Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 22 tháng 10, một vụ cháy lớn xảy ra tại kho chứa đồ nhựa trên đường Phạm Xuân Hòa, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi. Nhiều người dân chứng kiến cho biết, ngọn lửa bùng phát dữ dội, cục khói đen cao nghi ngút từ tầng 2 của kho đồ nhựa. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Quảng Ngãi điều động xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã sử dụng thang chữa cháy đưa vòi nước lên cao tiếp cận đám cháy. Đến 14 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Bước đầu cơ quan chức năng xác định không có người bên trong căn nhà khi xảy ra vụ cháy nhưng thiệt hại tài sản rất lớn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.